Tàu mình đi kiểu tàu này nhưng mỗi bước đi của cô sẽ có những mũi kim ở chân, thế là cô này cũng đồng ý và cô sẽ mất đi H2 đấy. Thế thì cô này cũng đồng ý, thế thì cô gặp bạn sẽ hoàn tất kia lúc đó thì không còn tầm H2 nữa, chân đi đau được như thế. Thế thì cuối cùng thì trong câu chuyện của ông Anderson này thì cuối cùng thì chàng hoàng tử kia mới lại lấy một cô khác và thì cô này đau buồn quá, với lại trở về biển thì hàng ngày cô lại lên cô ngồi trên vách đá cùng ngắm thành phố. Thế thì nó có câu chuyện này thì người ta mới đặt cái bức tượng này. Biển nó vào này. Vâng, đây là các cái tàu, đây là tàu biển. Tàu sắp mình đây là cái tàu biển. Tàu biển là to, tàu biển nhiều. Thế cơ à? Tàu biển phải to gấp 4 lần như này. Tàu to. À, cái cảng biển cũng ở gần đây đấy. Cảng biển tàu DFDF cái này kia mình đi nó ở đây mà. Mình lại sẽ quay đây đi tàu đấy. Vâng, tàu biển có 12 tầng, cả tầng trên cùng cơ. Khoảng 12 tầng. Bên dưới chở được 300 cái xe. À, xe này cũng lên đây luôn. Vâng, xe này cũng lên luôn. Vâng. Ông ấy chỉ sang đến Na Uy được, còn lại thì người khác, nhưng mà bác tài này sang Bali. Ông này người Ý đi chứ. Ông ấy bảo là bây giờ Ý nóng lắm, nào trong đây làm nó thoải mái. À, châu Âu thì mái nhà chúng mà. Nên là đi đâu làm việc được thoải mái, không có tiền gì cả. Người ta rất khuyến khích chuyện hợp tác cùng khu vực với nhau. Nước này sang nước kia làm việc không vấn đề gì cả. À, một ngôi nhà chung mà giống như một cái gì đấy chung thôi, không phải là có gì riêng, không có đường biên giới như mình đi từ này qua nước kia đấy, có biên giới gì đâu, không đường biên giới gì cả. Xong rồi có khi một cái xe này ít để sản xuất ở đây và ít để sản xuất ở nước kia, xong đem đến một cái nhà máy có tải rồi đổi cái máy bay Boeing. Nhà lắp ghép nhẹ thôi.
là nếu mà có thời gian mình sẽ đi tiếp với một cái đài phun nước nữa cũng rất là đẹp. Đài phun nước Ifeon, đài phun nước này của nữ thần Ifeon, đi bộ tầm 50 phút thôi. Mình lại đi bộ xuống đây. Đài tiên cá này năm 2000 được di chuyển sang bên triển lãm quốc tế ở Thượng Hải. Cho người ta lắp cái màn hình ở đây xong xem nó hoạt động ở đây. Vâng, đề nguyên cái này tiên cá này. Du thuyền nhiều lắm. Đây không phải nàng tiên cá đâu, đây là nàng tiên có cánh như kiểu tiên thần FBA. Đây là công viên ra đây, cảnh thiên nhiên nó đẹp lắm nhỉ, làm đẹp. Thank you.